Đây. thương Liền thương bà hoài kìa. À. Liền nó thương bà hoài kìa. Liền nói liền. Nói liền bà hoài không có bệnh nữa. Ừ. Ở chân cho hoài. Đó, Liền bắp chân gì nè, con bắp chân giống như em nè. Thấy không? Rồi. Nó hoài nhanh chị nha. Tôi ơi nó hoài. Ủa, chán chim à. Là nhân kỹ về cho tụi con. Và nhân kỹ về cho tụi con không có bệnh nữa. Nhân kỹ mà cho nhà nuôi nhờ anh thôi ăn. Nhân nghe đôi nói không? Nhân kỹ để chơi với lầy của em chơi lầy với anh này luôn. Đúng nó năng lớn và hoài. Luyên ngồi bên kia. Bốt mà đúng bốt chứ Luyên ngồi xuống bốt giống như in nè. Ngồi xuống Liên giỏi á. Đúng rồi con. Bốt bài vậy á. Nóng cửa áo rồi con. Đúng rồi. Bốt nó nhiều quá nó nóng. Nên không có đâu có khoan nữa. Nó nói là bốt chân bà hoài nấu chua hết. Có nghĩa là bớt đừng 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 cái mảnh tay quế á, bớt mình nhị thôi đi em ơi, bớt mình nhị chân hoài thôi á. Đi em ơi, đâu bằng ngoại ra rồi, đâu bằng ngoại lấy khăn lau cho hoài đi. Sữa sữa để em chén trong như là mấy bữa bà hoài để cái ná đó. À, mấy bữa mẹ Louis đi em bệnh thì bà hoài cũng để gì á, bây giờ Louis nó để nó chăm bà hoài giống như vậy đó. Mấy bữa này lỗi thì em bệnh là cái bề hoài làm như vậy. Bây giờ cháu nó vô nó chăm bề hoài giống như vậy á. Em thương bà hoài quá kìa. Em thương bà hoài quá kìa. Con thấy in là bóp hai chân của hoài lỗi. Con thấy in là bóp không? Con thấy in là bóp không? Con ngồi về đây con bóp chân cho hoài kìa. Rồi á, đi em gọi xong. Ừ, bấm rồi đã. Thế anh chị cầm lăng rồi, em đã biết thế anh con. Thì chị cầm lăng, em đã biết đó. Rồi con ấy khăn rồi gọn gàng lại. Con xếp là gọn gàng giống như vài xếp để cho chết tụi con hết. I know the subject. Biết chưa? Mommy, I know the folder. Biết, Liam biết, Liam biết. Mẹ, mẹ em giỏi lắm. Liam biết rồi mà. Vô rồi.